Vâng, trong cái clip này tôi sẽ giới thiệu cho khán giả một số những cái cây tiếp theo. Ở đầu clip thì đây là một cái cây hoa giấy dáng thác đổ, một cây hoa giấy rất già, mịn cây và thuần chậu nhiều năm rồi, được trồng trên một chiếc thống của Trung Quốc, chiều cao khá lớn khi được đặt trên cái đôn xoay kia. Cho anh em xem một chút về cái lá của nó nhé. Cái lá hoa giấy này được hãm nhỏ này, nó chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái tôi một chút. Và đây chính là cái hoa. Cây đang sức sống mãnh liệt và đang bung hết hoa ra rồi, đang tầm đẹp. Vâng, tôi nhờ anh Đại xoay giúp xung quanh cái cây này. Anh xoay nhẹ nhàng các hướng đi. Chia sẻ với anh em đây một tác phẩm hoa giấy tím Bắc dáng thác đổ. Cũng một tác phẩm của mình làm rất là lâu rồi. Thật sự là lâu. Đây là một cây thật sự là chi tiết đấy. Anh em ngắm cả đôi bên. Đấy, mình cách mình đứng này. Và mình xoay từ từ cho anh em xem tác phẩm. Anh xoay các chiều đi. Các chiều thôi. Tổ này. Đây, xoay vào bên trong thì hơi vướng. Được. Quay ngược lại bên này cho anh em xem ngắm từ từ. Hôm nay mà tác phẩm này phù hợp với anh em nào thì rất là tuyệt vời đấy. Xong rồi anh có nhượng cái này mà phải được một người nào rất yêu thích đấy thì anh rất là vui vì tác phẩm anh làm rất lâu rồi. Đây, dễ được căn giật này, cây thuần chậu nhiều năm, chân bệ đẹp, mọi phần chi tiết nó đẹp. Đây, cái cây này nó đổ xuống thì lại có một cái phần cái cành này làm cái ngọn hồi bay về. Nhìn tổng quan bóng dáng rất đẹp. Một cây hoa giấy uốn đường như thế này phải rất công phu, làm nhiều thời gian mới thành được. Anh nhờ anh Đại đo giúp các kích thước và báo giá cho anh em cùng xem. Có lẽ trong lúc này thì anh rất là xúc động khi đo tác phẩm này. Bởi vì làm rất lâu mà cây này nó lại đến duyên, có duyên tự nhiên đấy. Có duyên tự nhiên thì tôi hôm nay cũng để nhượng cái tác phẩm này cho bác Đạt sử dụng này. Vành đế, vành đế cây này là 60 đấy, có từ thành vành đế 60, vành đế 60 đo một cái vành thân, đo một đoạn thân này em nhé, vành cổ của cây 23 phân. Cái này thì có lẽ nuôi từ lúc giờ thì cũng lớn được có 3 phân thôi em ạ. Ngày đầu anh đo khi anh nuôi cành nó đã 20 rồi. Giờ là 23 phân. Từ một cây khai thác mang về thuần chậu nhá anh em nhá. Anh đo rất là đẹp, rất chi tiết. Và cái điểm rơi rất là nghệ thuật tự nhiên. Đấy. Không sắp đặt bằng bàn tay. Thì có giờ mình vào bàn tay là mình làm vào thứ bông nhất thôi. Là anh em là mình đưa tay nó lắc lắc thì rõ cái tay là vừa lắc, còn cái bộ xương thì mình đưa ra rất là tự nhiên thì cây nó rất là nghệ thuật duyên. Vâng, anh đo cái giúp anh em cái đo cho anh em rồi, đo chiều dài nhé, chiều dài chiều cao từ đáy chọn chiều cao. Đây là chiều dài là 1m05, 1m05. Chiều cao của cây này là 85 phân. Không được, chỉ có 80 thôi. Rồi 82 phân nhé. Chuẩn 82 chưa? 82. Rồi. Đây anh em xem lại phần thân nhá. Đường co lắc công thức 1 luôn.
này đưa xe F1 lên đây chạy. Đường cua lắc rất khó chịu. Tôi cố gắng lấy hình từ dưới lên cho anh em xem nhá. Đấy, em quay thốc ở dưới này nhìn cái bộ xương nó mê. Này, mê hồn. Tầm là đấy, rất đẹp. Thì một tác phẩm này nhượng cho bác làm là 25 triệu bao ship tới tận nơi cho các bác. 25 triệu bao ship. Chú Đại sẽ về đóng hàn thành mới khung sắt cẩn thận, xong đóng khung vào xong lại quây lưới cẩn thận đến nơi các bác. Đấy, riêng chú Đại lúc nào cũng chú đáo về vấn đề phục vụ các bác nhiệt tình đến tận nơi. Đấy, 25 triệu bao ship đến tận nhà nhá. Đây, phần răm, phần hoa rất là đẹp, rất chi tiết. Vâng, tôi xin dừng cái cây này ở đây để chuyển sang một cây mới. Vâng, ở trong cái cây tiếp theo, đây là một cây khế. Một cái bệ khế gân nhìn thành vách như tảng đá, tảng núi. Côn cây già méo mó. Tôi sẽ quay đến gần cho anh em xem và nhờ anh Đại anh giới thiệu. Bác xoay các hướng cho anh em xem một chút. Anh cứ xoay đi. Đến gần cho anh em xem này. Đây là những cái lu nó lên tự nhiên. Ông chủ giới thiệu một chút này. Xin giới thiệu anh em nhé. Thì đây là một gốc khế, là một gốc khế phôi. Có lẽ là toàn diện cái điểm của cây này thì rất là quái cây này. Thứ hai lu cục này. Đấy, thứ ba là tầm trung để anh em cũng được sở hữu một tác phẩm đi chơi rất là chi tiết. Mình thấy khi bới ra cây này thì cái kỳ quái của những cây khế này nó lại những cái lu cục nó rất là tự nhiên, những cái phần này là tất cả là tươi hết nhé. Nguyên vẹn tươi, không khô thế nào cả. Bây giờ thì mình cho vào mình dâm rồi thì bắt đầu đang nhí những cái đầu mầm này. Đấy, không quay cho anh em xem là nhí những cái đầu mầm này. Đấy. Có lẽ cây này thì mình đánh lên cả một cái tảng. Thì thôi, cũng điều tiên anh em cũng vào cái clip của mình và chỗ Phong. Thì mình cũng nói là một cái điều là cái thực sự của anh em là mình đấu giá là đấu giá công khai. Thì có lẽ là câu chuyện hôm nay thì tôi cũng lại chia sẻ với anh em là một tác phẩm khế rất đẹp này lại nhượng cho một bác nào để đấu giá. Và thứ nhất là anh em nào vào chơi cuộc chơi thì các bác sẽ kèm theo số điện thoại. Anh em nào thiện chí chơi thì nên vào. Và mình đấu giá một cây này là không đồng, một tác phẩm khế không đồng cho tất cả anh em chơi. Chơi nó đúng nghĩa. Thì là cái câu chuyện thì mình để cho anh em đấu tự nhiên, tùy tâm. Và một cây này mình sẽ ra giá là không đồng. Và anh em đấu giá là theo chốt giá là số tiền và số điện thoại kèm theo. Mà anh em đã vào chơi là cho cái số thật, chứ không như anh em một cái clip trước có những cái số mà mình điện lại cho anh em là không được. Đấy, thì sau cũng chốt để cho anh Phúc Hà Nội là 6,8 triệu. Là anh cũng kèm theo để số điện thoại và kèm theo giá là 6,8 triệu một cây sữa. Và hôm nay là một tác phẩm khế rất là độc đáo, phục vụ anh em ai cũng chơi được. Khế thì nó là một cây cây hoa quả cũng có tên có tuổi. Và là hôm nay có một cái tác phẩm này rất là duy nhất, rất là đẹp. Bắt đầu từ lúc đăng
Thôi thì theo chú Phong đề nghị là bắt đầu từ lúc đăng. Thì mà tính vào bao nhiêu giờ anh? Theo cuộc lệ thì mình cứ chơi, tại vì lên clip nó không như lên những cái khác. Thì mình cứ đấu giá là vào thời gian 36 tiếng. Đừng 36 nữa, 24 thôi. 24 hoặc 48 thôi cho nó chẵn. Chẵn thì cho nó lệch giờ. Quan trọng là thời gian mà vào giờ muộn tối quá thì cũng khó. Thì tôi mình cứ... 36 là nó vào nửa đêm đấy. Em đăng ngày là nó vào nửa đêm đấy. Đăng 24 giờ thôi. 24 giờ thì nếu mà như cái clip này muốn mong sao là cái clip này đăng sớm, như là tối nay đăng đi thì tầm chốt lại cho anh em là tầm 4 giờ chiều ngày mai đi. Đó. Xong ngày 24 giờ. Thế nha. Thì anh Phong khi anh cũng xem giờ để chốt, còn dưới bình luận sau tôi điện lại cho anh em nào mà chốt giá. Nó bảo nó mua lại đây rồi. Vâng, tôi nhắc thêm cái phần này nhá. Những anh em nào mà đấu giá thì nên đấu giá công khai trong phần bình luận của clip và không chấp nhận những người gọi điện nhá. Bởi vì gọi điện thì những anh em khác lại không biết được. Thế cho nên là các bác thông cảm. Nếu muốn mua cái cây này thì phải đấu giá trong phần bình luận để cho anh em công khai, những người ta bình luận người ta còn biết là ai sẽ là người mua được. Đấy, một số anh em thì cũng bỏ thầu bình luận, nhưng mà sau đó là gọi điện lại thì không được. Những trường hợp gọi điện lại không được thì chúng tôi buộc phải gọi lại cho những người đằng sau, chốt sau. Nhờ anh Đại anh đo giúp cái này. Tôi cũng muốn rất nhiều tác phẩm, cũng muốn giao lưu anh em và chia sẻ anh em là những cái tác phẩm của tôi, thì có lẽ là muốn chia sẻ anh em là mình muốn đấu giá để cho anh em được sở hữu và nó được thoải mái. Đấy. Bây giờ mình đo kích thước này. Cho anh em đây là vanh là 110. Chiều cao của cây này là 58 phân. Chiều cao 58 phân. Anh đo vanh thân chính. Cây này cùng liền một bệ nhé. Đây là 36 phân. Phân chính. Đó. Và khởi điểm không đồng. Khởi điểm không đồng. Khi mà tôi đăng lên là anh em tính từ lúc đăng nhá. Bởi vì lúc tôi đăng lên là nó có giờ của YouTube nó hiển thị lên trên trên clip ấy. Tôi là đăng lúc mấy giờ? Phong cố gắng chờ tối nay đăng đi thì vào 4 giờ chiều mai đi. Là Phong chốt cho anh, xong rồi dưới khi chốt cho người đấy thì anh sẽ bình luận luôn. Đấy. Thì sau anh điện thoại cho anh nào được sở hữu một tác phẩm khế này đi, chốt đến tầm 4 giờ chiều. 4 giờ chiều ngày mai hả? 4 giờ chiều ngày mai. Ngày mai là ngày 2 là bao nhiêu? Ngày mai là 19 à? 19 tháng 10. Mai là ngày 19 vào chiều thứ 7. 4 giờ chiều thứ 7. Vâng, tôi xin dừng cái cây này ở đây để chuyển sang một cây mới. Vâng, giới thiệu cho khán giả ở cái cây tiếp theo. Đây là một cây xanh ôm đá. Một cây xanh khá già. Và có cái dáng nhìn cũng rất là cổ thụ. Cổ thụ thu nhỏ. Tôi sẽ nhờ anh Đại xoay các hướng để cho chúng ta cùng xem chi tiết. Anh xoay nhẹ nhàng thôi. Tổng quan các hướng. Để như này làm thời gian làm cây nó bé vào cục đá chân dễ thuận trội nhiều năm rồi đấy. Là chơi một cái cây đấy, xong một cái khay tàu đẹp này. Sơn. Khay tàu già nhăn nhó hết. Vàng da sần
dăm dây, một cây tầm trung một người bê. Anh xoáy các hướng. Nhờ anh đo giúp anh em cái kích thước. Rồi, xin giới thiệu các bác, đây là một cây xanh, lá rất là nhỏ, xanh quê lá nhỏ, lúc nào cũng xanh. Đây là vanh, đây là 70 năm này. Đấy, chiều tàn của cây này này, chiều tàn của cây này 50, chiều cao cũng 50 phân. Một cây xanh rất là đẹp, già và ôm một tảng đá, một khối đá rất là đẹp, trồng trong chợ tàu. Giờ thôi, bây giờ mình chuyển nhượng cho anh em nào sở hữu một sản phẩm này chơi là 7 triệu bao ship cho anh em. 7 triệu bao ship. Một cây đẹp mà thực sự nhượng cho các bác chơi. Bây giờ các bác nếu nuôi một tác phẩm này cũng thời gian rất là dài như được. Một cây xanh già, da vàng, răm dày. Cái này nó lá nó nhỏ, nó đẹp hơn Nam Biển. Nó xun răm nhìn thích này. Đẹp lắm, chất chơi, chất xanh đẹp. Vâng, tôi sẽ chuyển sang cái cây đặt bên cạnh kia. Vâng, giới thiệu với khán giả, đây là một cây xanh nữa. Thuần chậu rất là nhiều năm rồi. Trồng chậu lâu. Đấy, bộ răm rất dày nhá. Anh xoay các hướng. Vâng, chúng ta cùng xem cái bộ đế này nhá. Cây già, dễ ôm chặt, quấn chặt vào nhau. Cái này không bị cháy đâu nhỉ? Cái này không cháy, đẹp. Đẹp. Mày mịn lâu rồi. Cơ bản nó phải dòng khỏe nó mới khó cháy. Đo cho anh em nhá. Báo giá cho anh em để cho anh em cũng ấy. Bây giờ vanh này. Vanh đây là 70 năm này. Vanh 70 năm, chiều tàn bay này. 60 năm này. Chiều cao 50 này. Giá 7 triệu bao ship cho anh em. 7 triệu bao ship. Lấy được một đôi cũng đẹp, một đôi đẹp. Đó có lẽ là cái thật sự với anh em là đôi này thật sự là cái lúc thời điểm mà cũng nhiều anh em giả, rất là nhiều tiền nhưng mà ít tiền. Vài chục triệu. Đấy. Như bây giờ mình để cho anh em là giá 7 triệu. 7 triệu một cây. Rồi, cây kia nữa. Một đôi hai cây nó cũng cân xứng, mình để đâu cũng được, mịn chơi rồi. Anh em chơi rất là thích những cái đồ răm nó đẹp này. Hai cây này là răm dày nhá, không còn dây quấn, mịn cây. Kéo dây xuống mình chơi thôi. Kéo xuống là chơi đẹp, rất đẹp. Vâng, tôi xin dừng cái video clip tại đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những clip sau. Xin chân thành cảm ơn.